rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài. Ô, chào các bạn, mình là Trinh, là em thân của TTV. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến tham quan lại cùng của TTV. Ê chết, đây là bát quái cung. Các bạn cẩn thận nhé. Wow. Chúc ông bà đi giàu sức khỏe, chúc ba mẹ sẽ luôn luôn yên vui, các em thơ sẽ luôn luôn no ấm, cùng nhau chúc tất ta. Nhị Minh Hào, hoan nghênh nhị Minh lại dặn sông chủ. Là gì vậy em? Ta da, hoan nghênh các bạn đã đến với team của Hành. Bây giờ các bạn sẽ được đến thăm từng của Hành trong chiên chạy Hành. Trước tiên đây là một của Hành rất là vững con, Hành Tây. Nhân dịp cũng mới chúc anh chị em trong TTV ngày kẻ đẹp, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Kế bên đây là Hành Tiếp. Hi, chúc bên Hành TTV ngày càng phát đạt nhé. Kế bên đây là không phải. Tiếp theo đây là một bạn rất là dễ thương của team, đó là Hành Phi. TV, chúc TV ngày một năng động và nhiệt huyết. Wow, còn đối diện với lại mình là một người rất là cao, cho nên đó là Hành Lá. Chúc TV tăng lên hàm ra. Còn đây là sếp của mình, Hành Hạ. Chúc TV ta ghép nào cũng đẹp và đẹp với thành tích khủng. Bớt hàng, bớt hàng, bớt hàng.